Xin biệt chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Chuyên Vụ Audio. Vâng, thưa các bác, thì hôm nay là ngày 18 tháng 4 thì chúng em có nhận được cũng khá là nhiều đơn. Đó, khá là nhiều đơn của các bác trong ngày hôm nay. Và em cũng xin thay mặt cho Chuyên Vụ Audio cảm ơn toàn thể các bác đó, đã tin tưởng ủng hộ chúng em. Đó thì là đó một điều chúng em rất là vui. Đó, và cũng sẽ cố gắng nhiều hơn để mang những cái sản phẩm giá rẻ tới cho các bác. Và như thường ngày thì hôm nay là chúng em sẽ test đơn hàng. Đó, test đơn hàng trước khi gửi đi. Thì cái đơn đầu tiên thì hôm nay em sẽ test, đó là của anh Khôi. Anh Khôi ạ, anh Khôi ở Bình Dương. Thì anh có đặt bên em là một bộ mic H3 CAF cộng với hai dây Canon da V bãi xịn. Đây thì cái đơn của anh Khôi thì em cũng đã chuẩn bị sẵn đến đây rồi để test thử. Và dây của anh đây. Đấy, dây Canon da V bãi xịn của anh đây. Đó, âm dương đầy đủ nhá. Đó, và bên trong bộ mic này thì nó có nguồn này, có 6 ni này, rắc 6 ni này, và pin và chống lăn, có đầy đủ hết cho bác. Bây giờ thì em sẽ test chất âm mic. Đó, test cho các bác này. Thì cái tay mic này đã lắp pin vào rồi, em bật lên này. Đi 1, 2, 3, 4. Chưa. Đây là tay thứ nhất. Và bây giờ em sẽ tắt cái tay mic này đi để em thử cái tay thứ hai cho các bác. Chúng em sẽ phải test cẩn thận trước khi gửi đi. Đó, bởi vì là sản phẩm mới thì nếu như không test thì cũng có sản phẩm về nó bị lỗi ngay từ nhà máy rồi. Rồi không test thì gửi đi cho các bác rồi các bác nhận rồi lại không sử dụng được thì đó là một cái điều rất là phiền, đúng không ạ? Đây, tay thứ hai đây các bác nhé. Đây. Đi. Một, hai. Đó, đã lên đầy đủ hết cả hai cho các bác. Thì đó là cái đơn đầu tiên là của anh Khôi ở Bình Dương. Và tiếp tục thì như hôm qua em cũng đã nói là em chỉ test những cái sản phẩm ví dụ thiết lên tiếng âm thanh, còn ví dụ như là pin hoặc là đầu rắc hàn thì chúng em sẽ không test, bởi vì cái đấy thì là rất là khó để test, mà test rất là mất nhiều thời gian. Đó, thì bây giờ thì chúng ta sẽ quay xuống dưới này, quay xuống đây để chúng ta cùng test về loa chép, và em cũng đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Đó, chuẩn bị sẵn đây rồi anh các nhá. Cho chân camera thấp xuống để em có thể test cho các bác này. Loa chép đây các bác. Đó. Thì em sẽ đọc từng đơn một của các bác. Thì đầu tiên thì là đơn của bác Khôi đã xong rồi. Đơn của bác Khôi đã xong. Rồi thì chúng ta sẽ tiến hành test loa chép. Chưa? Đây thì chúng ta sẽ phải mở vào đây. Đơn anh Khôi đã xong này. Và đơn tiếp theo là đơn của anh Chú Giỏn Bến Tre. Đây, một loa tép trên gỗ Pioneer. Rồi thì em sẽ test cho các bác này. Đây, em đã cắm sẵn dây vào nhá. Đang quảng cáo. Đó, đã lên tiếng nhé các bác nhé. Đó, một chiếc của chú giỏ này. Đây, chiếc thứ hai này. Đây. Đã ok. Đó chính là chiếc thứ hai của chú. Vậy là chúng ta đã xong đơn của chú giỏn rồi. Và tiếp theo là đơn của chú Nương Văn Mừng ở Hải Dương, Kinh Môn. Đó, đặt đến là một loa tép chân của Opiano cộng 8m dây loa tép chia 2. Đó, thì dây loa 8m chia 2 thì em đã chuẩn bị rồi. Và bây giờ thì em sẽ tiếp tục test tiếp cho các bác, cho anh Nương Văn Mừng. Cũng là hai chiếc. Đây này, lên luôn này, ok chưa ạ?
Vậy là chúng ta đã test xong đơn của anh Lương Văn Mừng. Đó. Tiếp theo nữa là đơn của anh Điền là một chiếc loa. Đó, anh Điền đây là một chiếc loa này. Chân gỗ. Rồi, test một chiếc loa cho anh. Và anh ok nhá. Đó, đã ok rồi này. Và đơn tiếp theo là của ai đây? Đơn tiếp theo là của anh Nương Xuân Trường, tên giống tên Lê Xuân Trường, rất là giống tên cầu thủ ạ. Đấy, hai đôi loa tép trên gỗ luôn. Đó, Lê Xuân Trường. Hai đôi loa tép trên gỗ nha các bác nhé. Hai đôi rồi, ok, em sẽ test hai đôi cho bác. Ok. Đó, đã ok nhé các bác nhé. Em test lại cho các bác nhìn. Đó. Ok luôn. Một đôi của anh Lương Xuân Trường này. Đôi tiếp theo của anh Lương Xuân Trường đây rồi. Đó. Ok này. Ok luôn này. Đó. Đây là hai đôi của anh Lương Xuân Trường đã ok. Rồi, tiếp theo là của anh Đấu. Anh Đấu ở Khánh Hòa là một đôi loa tép trên gỗ. Chắc là hôm nay chúng em sẽ không đủ đơn với các bác rồi. Đây. Anh Đấu à. Ok nha các bác nhé. Ok luôn. Đó, đơn của anh Đấu đã xong. Đó. Và cuối cùng là chúng ta của anh Xuân. Anh Xuân ở Phú Thọ, huyện Đoan Hùng, cũng đặt một loa chép trên gỗ. Đây thì là chúng em còn duy nhất một đôi này thôi nhá. Ngày mai thì sẽ gửi tiếp. Đó, bởi vì là các cái sản phẩm này thì nó về, nó không về được nhiều. Đó. Bởi vì nó đang rất là hot. Rồi, đã lên nhá. Lên luôn. Đó. Đó là chúng em đã test xong loa chép cho toàn thể các bác. Đó, và cũng như là test xong mic của các bác rồi. Thì em cũng xin thay mặt Tuyên Vũ Audio cảm ơn toàn thể các bác đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm của chúng em. Thì bây giờ thì chúng em sẽ tiến hành là gửi đơn. Đó, đóng hàng và gửi đơn cho các bác để các bác có thể nhận được ngay trong ngày hôm nay. Và em xin cảm ơn các bác đã tin tưởng và theo dõi video của chúng em. Các bác nhớ like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.